này vô đây. Chổng bưng xề chưa cắt ra coi, anh đẹp trai. Ở đây còn nửa miếng canh hả? Ai biết. Cắt gà bà con cô bác ơi. Hello cả nhà nghe. Anh Dũng đẹp trai vô bưng xì gà ra. Anh Dũng đẹp trai. Nói sao nhìn thì đẹp trai hơi bị nhiều. Đẹp trai luôn. Có bữa nay để xuống cơm cái bà làm quá ấu chết luôn. Sáng giờ khen đẹp trai nhiều luôn á. Để quá ấu chết luôn. Sáng ăn có bao nhiêu cơm mà mô Phật lên mô Phật xuống. Lâu thao cho sạch ấu vậy ra. Nè. Gái ăn cơm gặp chết nó làm nó ấu đi. Hình như cái nón này nó cũng hợp với cái mặt bành của con. Ốc vậy. Cái này nè, lẽ ra là mình cắt xong mình để dĩa là mất tâm tiện hơn, nó không có dính dây báo này uổng cái nước suốt. Không phải mình cắt nhưng mà mình để dĩa nữa mình sắc qua cho nó dịch nó dễ. Còn năm lớp này là nó rút cái nước cơ suốt này vô. Ừ. Ha. Thì muốn ấy thì cũng hơi cơm rửa. Hồi cơm rửa gì cái hồi đâu. Để nó rút cái suốt nó ủ. Còn không thì lấy cái chảo nè. Không cái này được rồi. Cái chảo nè. Này vô dĩa đi. Kệ đi chịu khó lao chơi sơn cắt đi. Dạ bà con cô bác ơi, hello cả nhà. Hello 500 anh em đó đang xem live. Diễm hả? Cô câu gà. Cắt cua ta mà điển không bên à. Tại cô bà điển bên đó. Ê cái đó chưa cái tội thùng đá rồi Diễm. Điển lát lại ha. Chứ chưa mà. Gà cả nhà ơi, hello cả nhà. Con nào nhỏ thì bỏ qua đâu. Ở đây đâu có. Không, cắt hết rồi. Không cắt mà cắt cái con nào ấy thì con lấy. Bự. Là cái chúng nó đang để nói đó phải không? Dạ. Cái chúng nó nói rồi đó phải không? Rồi, cũng như rồi nhưng mà con nào bự chăng thôi con nhỏ. Chị hai nói con điều mà. Biết rồi có một con nhỏ. Đó. Nhưng mà ý chúng đó là phải. Dạ, nhưng mà mình làm cắt là biết rồi, cắt lên biết. Chứa gà xôi hả? Thôi nó còn nằm ở chỗ cái lò của bà ấy sôi. Ừ. Sẵn. Thì cắt đây một lát sắp qua. Chủ người ta kêu sao làm vậy? Cắt còn không cắt thì cũng hơi thì người cắt. Này chủ người ta kêu sao tôi làm vậy à? Để cắt ra đấy luôn rồi sôi. Thử ngắt rồi. Cắt cái con nữa thôi. Chưa mà. Để bò mới giờ mới có sắt kìa. Mới sắt trong chổng. Chưa 8 giờ. 8 giờ mà luôn. Mình làm sao mà 10 giờ là xong. Là xong. Ôi là kẻ có cái giỏng kìa. Ê. Ê dạ giỏng có cái chuồng heo hay chuồng bò bó trống kìa. Vừa hải thôi bít. Nhà người gà. Chuồng gà có mấy tre mày ơi. Hello. Gà như con chó cái. Hello Nguyễn Trung Hoàng Thiên. Nam gì? Quỳnh Trang thì từ lứa chưa không? Về bến đây ngủ đây, gần nào tới gần đãi thì kêu qua. Rồi hết rồi đó, thiệt nói gì là hợp lý luôn á. Thì đi đây, ai nói gì đâu. Ta đang anh Dũng đẹp trai. Có cái nhà trọ nào không cho Dũng nó chạy ra, lại đó nó mướn nhà trọ nó ngủ một bữa. Chạy xuống đâu cái gì rồi. Nhà trọ Bà Quyên chứ mà. Ừ, hợp lý. Ừ. Sát bên luôn. Bây giờ dưới đâu có đường xăng đâu. Phải bằng rồi, phải bằng rồi. Nay đã tiệc Kim Duy Gôn ngay cả nhà thì đám cưới nha. Đây cái nè. Đây cái nữa nè.
cái kéo này nó cũng hơi nhỏ, cái kéo này nó hơi nhỏ, cái bự cắt nó hơi đào tay không? Phải, nhỏ quá, giống như là mình cắt nó bị tụt cột á, cái bự mình đưa xuống luôn. Nó hơi chợt nè, cái này nó bự một chút xíu nữa mình đưa xuống luôn. Nước dừa nó làm gì ta? Nước dừa bỏ vô lẩu. Hả? Nấu lẩu. Nước dừa mình đem theo nấu lẩu hả? Bỏ vô là múc ra hả? Ê, cái gì quên rồi ta? Cái gì? Chiên giấy dọn nha. Sớm quá chị ơi. Cái này có 8 giờ. 9 giờ hả? 9 giờ, 9 giờ rưỡi hả chiên? 9 giờ rưỡi hả chiên? Ừ. Sôi qua, ăn sôi đi. Chỉ có sôi với lên món này được thôi à. Chỉ có sôi lên được món này thôi, giờ cái lẩu cũng ra sớm. 3 tiếng đồng hồ. Cái đó còn nữa hả? Đúng dạ. Con nào nó nhỏ thì em trang qua. Nước ta nó để sắc nước ta đổ vô cái thau đó sắc vậy. Dạ. Thì nàng lát sẽ sắc cái nước thau nó mau. Để vô kia nó dính. Như cái này xả thì dán đỏ qua một cái, dán nhẹ qua một cái đi dán với lành cho con ngửi cho nó ăn tương chưa? Chưa chưa? Dạ chưa chưa. Ừ, chưa cái kia luôn, còn chưa thì chút nữa. À, cái gì chưa chưa dán cũng được. Chút cắt gà chiên. Để chút sắp rồi dán. Dễ đồ nguội. Ba cái kia đâu rồi, nửa sắt đi rồi với bánh bao. Kêu anh Dũng đẹp trai bưng gà ra cũng không bưng nữa. Anh Dũng đẹp trai này đòi đi ngủ. Khiêng mới được. Anh ra nó mình nên anh Dũng đẹp trai thì bưng được mà còn phụ nữ thì phải khiêng. Có người nào cũng khiêng hết á. Không thì chưa ấy thì khiêng chạy thôi. Mà khiêng cái đây lùm xùm lắm, gùi bỏng lùm lum. Ừ. Thì thôi khỏi đi chút nữa đi rồi cắt. Giờ làm ba cái lặt vặt xong rồi thì cắt thôi đi. Mà năm với bà Tư cắt cái bò trống kìa. Ừ. Bà Tư với bà Năm. Tư với bà Năm. Tư với Năm. Hai bà này ngon à. Anh Dũng không ta? Hai hợp nhau. Đi lễ xong bài là lụm, đi lễ xong bài là lụm. Mà cũng chưa chắc, nó ba thạo chứ. Chưa chắc đâu. Mà sao he? Ở chỗ mình quýnh bài cào ba thằng mự vẫn bị bù. Mà nếu mà mấy chỗ khác nó quýnh ba mự nó ăn luôn ba tay đó. Tại vì tính lá tay là 12 cái lá tay. Còn mừ chỉ có 4 cây thôi, nó kêu bằng ba thằng mừ, nó kêu bằng cái gì nè, tự nhiên là lớn hơn ba tay nữa đó. Là cái xác sức tỷ lệ là giống như là ít lắm ít. Ghét nhất là chơi cào dùa bà, mẹ nó chín lúc là gơ mày mới giờ đứa tay vô ba cào dùng lắm. Chiên da là vậy không đó, chơi cào dùa chín lúc là tính tay lụm là ba cào lụm. Tại như cảm sát thịt bò thấy bà Tư với bà Năm coi. Chứ đây làm gì giờ? Sắt. Thôi đi sắt thịt bò bà con ơi. Cho bà vú bà ở đây bà. Nay mình để tiệc Kinh Vigo ngay cả nhà, Kinh Vigo tiệc cưới 24 năm. Nhãn lòng. Cái nhãn lòng chính. Đây là Kinh Vigo. Đây là cái cổng cưới này cả nhà. Đây cổng cưới Kinh Vigo. Đây, hình của dâu chú rể. Hình của dâu chú rể. Mười một giờ mình mới đãi nên giờ này cũng còn sớm nha, chưa có khách. Giờ mình sẽ đi sắt thịt bò. Không cho cắt rồi. Đại ca không cho con cắt rồi. Này nè, kêu cắt sẵn một chút cho mau nữa đi.
Nó không cho con cắt rồi. Thì nó có làm gì đâu. Thì con mới nói đi hôm cắt vô đây con xách thịt bò. Còn dao không? Hả? Không, khỏi ha. Mày cắt đi. Cắt lại gì? Mày ngồi đây mày cắt không lẽ là nó vô ra làm mày. Hả? Dũng. Cắt mà nó không cho đó, nó la con kìa. Nó này bà rảnh quá, giờ này đi cắt. Rồi nó đòi gì nè. Nó nói đã nói rồi, đi sớm. Tôi đi chở đi sớm giờ này không. Tụi mày cho nó khỏe. Nó khỏe không chịu. Không đâu làm chủ chết chết. Nó làm chủ chết chứ không ai dám làm. Kêu thiên ra cắt không cho đem vô luôn. Cho rồi thôi. Dạ. Rồi cái tay cả nhà nha. Vậy mà nó không cho. Ở đâu cũng được. Dạ. Ở đâu cũng được.